Photograph Việt Nam gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi hòa rất cảm ơn quý vị vì đã không quản ngại đường xa xa xôi và dành thời gian quý báu của mình để cùng đến tham dự một sự kiện vô cùng đặc biệt của BM Group Motorrad Việt Nam. Thưa quý vị, trong tháng 6 vừa qua, thông tin về bộ đôi BM Group Motorrad C400X và C400GT vừa mới cập cảng Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu, những người yêu xe và những người đam mê tốc độ. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây để cùng chiêm ngưỡng vẻ ngoài đầy mạnh mẽ với những đường nét góc cạnh cũng như là những đường cơ bắp cả trước và sau xe. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về những tính năng hoàn toàn mới của hai dòng xe này. Thưa quý vị, và đến tham dự với buổi lễ ngày hôm nay, trước hết cho phép Thu Hà được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của những vị đại diện. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Đức Anh, giám đốc BM Group Motorrad Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của Mr. Sven Ritter, phát triển hệ thống đại lý BM Group Motorrad. Thưa quý vị, và đặc biệt hơn hết, đó chính là sự hiện diện của quý báo chí truyền thông đã cùng đến tham dự với buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa để chúc mừng cho sự hội ngộ của tất cả chúng ta, xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay lớn hơn, dài hơn và nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? Thưa quý vị, trong một sự kiện rất đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe về phần giới thiệu phân khúc xe tay ga phân khối lớn hoàn toàn mới của thương hiệu BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Đức Anh, giám đốc thương hiệu BMW Motorrad Việt Nam sẽ cùng phát biểu về kế hoạch của hãng, đồng thời là giới thiệu về hai mẫu xe này. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Tôi xin rất cảm ơn các anh chị bên báo chí đã dành chút thời gian đến tham dự chương trình giới thiệu sản phẩm mới của BMW Motorrad Việt Nam chúng tôi. Các anh chị cũng đã bỏ thời gian quý báu của mình để tham dự, cũng là chúng tôi rất là trân trọng. Thì như các anh chị đã biết thì năm 2018 thì tập đoàn Taco Trường Hải đã hợp tác với tập đoàn BMW Group đã chính thức phân phối thương hiệu BMW Mini và BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam. Cùng với kinh nghiệm hơn 20 năm trong sản xuất và kinh doanh xe ô tô tại thị trường Việt Nam, đồng thời với sự hỗ trợ và đồng hành cùng của tập đoàn BMW, thì Thaco chúng tôi đã đồng bộ trong việc đầu tư phát triển hệ thống phân phối để đẩy mạnh bán hàng và hướng tới cái đem tới cho khách hàng nhiều cái sự hài lòng đối với cái dịch vụ hậu mãi sau bán hàng, đặc biệt là với cái hệ thống phân phối. Thì như các anh chị đang đứng tại đây là cái showroom BMW Motorrad Sala, là cái showroom kiểu mẫu của BMW, rồi Mini, BMW Motorrad trên toàn cầu. Sắp tới ngày 6 tháng 7 này chúng tôi sẽ chính thức làm lễ khai trương đối với showroom này. Như các anh chị đã thấy, đây là một showroom rất là phong cách. Nó không nói chung đối với showroom Motorrad chúng tôi á, thì tất cả showroom nó đều có một cái nét khác biệt, không showroom nào giống showroom nào. Và đặc biệt thì chúng tôi hướng tới sự hài lòng khách hàng, thì ở dưới hầm là chúng tôi có sự dịch vụ, là chúng tôi có những cái khu trải nghiệm cho khách hàng để nghỉ ngơi. Chúng tôi có những cái phòng tắm, những khu phòng tắm nam và nữ để cho khách hàng chạy có thể sử dụng sau khi những cái chuyến đi xa đối với xe mô tô của mình, và khách hàng có thể gửi đồ chạy xe hoặc là đồ thay của chúng ta trong phòng tắm, và sẽ có cái dịch vụ giữ đồ và gặp ủi cho quý khách trong những cái chuyến đi dài. Bên cạnh đó, với cam kết của Taco để chăm sóc khách hàng thật chu đáo, thì chúng tôi sẽ phát triển cái hệ thống phân phối của BMW Motorrad để rộng khắp cả nước. Trong năm nay chúng tôi sẽ phát triển thêm cái showroom tại Đà Nẵng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phát triển thêm các showroom tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, và tiếp theo đó là ở Hải Phòng, Vinh, Cần Thơ, và thêm các tỉnh nào mà có cộng đồng khách hàng xe phân khối lớn quan tâm tới thương hiệu của chúng tôi. Đó. Thì bên cạnh sự phát triển hệ thống phân phối, thì Thaco chúng tôi liên tục đưa ra những cái mẫu xe mới giới thiệu cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là những cái dòng xe thế mạnh của tôi, như là dòng xe địa hình Adventure, là như R1002 GS, hay dòng xe Sport S1000 RR, hoặc là các dòng xe Naked Bike hoặc là Roadster như S1000R, hoặc là những cái dòng xe mới như G310 hoặc là Touring như K1006.
Thì hôm nay chúng tôi chính thức giới thiệu cho các anh chị một cái mẫu xe tay ga phân khối lớn hoàn toàn mới lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là những cái sản phẩm bộ đôi, sản phẩm hoàn toàn mới được Motorrad phát triển riêng, hướng tới khách hàng, nhiều khách hàng trẻ đam mê công nghệ và yêu thích sự an toàn đối với thương hiệu BV Motorrad. Thì đây là cái sản phẩm hướng tới những khách hàng mà trẻ và đam mê rất là yêu thích công nghệ. Thì sau đây tôi xin giới thiệu về TVC và cái sản phẩm này. C400GT với thiết kế hiện đại, công nghệ với thiết kế hiện đại và ngạc tuyệt vời và công nghệ hiện đại thì sẽ chắc chắn sẽ làm cho các khách hàng tại thị trường Việt Nam rất là hài lòng. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Sven Dieter là sẽ cùng tôi bỏ cái xe này cho các quý anh chị nhà báo sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng và sắp tới chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế trên ngoài đường thực tế. Vâng, thưa quý vị, có thể cho họ một trở lại lớn hơn nữa đúng không ạ? Và đây chính là một đôi virus C400X và C400GT. Vâng, xin chào mừng quý khách đã tới buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Thì tôi là Trần Xuân Đông, thì tôi phụ trách bộ phận sản phẩm và đào tạo của BM Motorrad Việt Nam. Thì như các bạn cũng có thể thấy ở bên trái của tôi đây là chiếc BMW C400X và bên phải là chiếc C400GT. Đây là hai chiếc xe mới nhất trong phân khúc xe ga cao cấp phân khối lớn của BMW Motorrad. Và với C400X, đây là một chiếc xe tay ga hạng sang và đây là một chiếc xe thông minh và hiện đại nhất tại thời điểm hiện nay. Và ngoài ra, chiếc xe còn mang tới cho chúng ta một thông điệp, đó là lái xe trong thành phố chưa bao giờ dễ dàng, thú vị và tiện dụng đến như vậy. Còn bên phải của chúng tôi là chiếc C400GT. C400GT là một chiếc xe đường trường Gran Turismo. Gran Turismo là một cụm từ để diễn tả về việc mang lại cho chúng ta một cảm giác lái thú vị, sự êm ái tuyệt hảo cũng như khả năng di chuyển trong thành phố và mang lại niềm vui cho người lái xe. Vâng. Với lịch sử, như chúng ta cũng đã từng biết rằng là BM Motorrad đã từng có hai dòng xe tay ga đã từng ra mắt tại thị trường thế giới vào năm 2011, đó là BMW C600 Sport và C650 GT. Thì tiếp theo đây là hai chiếc xe ga phân cao cấp phân khối lớn tiếp theo để mang tới cho chúng ta tiếp những trải nghiệm thú vị, những cảm giác lái tuyệt vời và khả năng di chuyển hơn tuyệt vời hơn nữa và những trang thiết bị tối ưu nhất. Đầu tiên, đó là về kính chắn gió. Như chúng ta cũng thể thấy, trên hai chiếc xe X và GT đều mang kính gió cao, mang đến cho chúng ta khả năng cản gió rất tốt. Tiếp theo, đó là hai ngăn chứa thông minh ở phía trước cho găng tay và những phụ kiện. Vâng, và một công nghệ độc quyền khác đó chính là
cốp xe mở rộng flex case cho phép chúng tôi có thể đặt một chiếc nón bảo hiểm full face và một chiếc nón 3/4 trong cùng một lúc. Và đây là công nghệ độc quyền của BM Motorrad giúp cho chúng ta tăng khả năng chứa, và đồng thời khi chúng ta di chuyển, nhất là khi mà chúng ta di chuyển đường dài hai người thì đây là một điều hết sức tiện dụng. Vâng, và C400X và GT đều sử dụng chung một động cơ, một xi lanh 350 phân khối phun xăng điện tử. Và đây là sản phẩm với động cơ thiết kế hoàn toàn mới nha. Đây là thiết kế hoàn toàn mới dành cho phiên bản C400X với công suất cao lên tới 34 mã lực. Tuy nhiên lại chỉ mang tới cho chúng ta một cái thông số gọi là tiết kiệm nhiên liệu rất thú vị, đó là chỉ 3,5 lít cho 100 cây số mà thôi. Nghĩa là với bình xăng 12,8 lít chúng ta có thể di chuyển lên tới 300 cây số trong một lần bơm xăng. Vâng. Công nghệ đèn pha được cập nhật công nghệ mới nhất với C400X, chúng ta cũng có thể thấy với dải đèn LED chữ Y. Chúng ta có thể nhìn thấy quen thuộc trên các dòng GS Adventure. Và ở dòng GT đó là dải đèn LED chúng ta có thể nhìn thấy rất thân thuộc trên những chiếc xe ô tô, các dòng series của BMW rất sang trọng và cao cấp. Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn trên hai chiếc xe đều đã được trang bị hệ thống tiêu chuẩn, đó là chìa khóa thông minh không dây keyless ride. Và ngoài ra một điểm nữa giúp cho chiếc xe C400X và GT tách biệt hẳn ra khỏi những đối thủ, đó chính là hệ thống kết nối thông minh Connectivity với màn hình màu 6.5 inch. Vâng, màn hình màu 6.5 inch TFT thể hiện thông tin sắc nét và dễ đọc. Vòng xoay điều khiển Multi-Controller đa dụng, kết nối điện thoại thông minh thông qua nón bảo hiểm và điện thoại bằng Bluetooth. Và chúng ta có thể nghe nhạc, xem chỉ dẫn đường đi và thực hiện trả lời cuộc gọi hay là thực hiện cuộc gọi chỉ trong vài thao tác mà thôi. Vâng, ngoài ra về tính năng an toàn, C400 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn với hai đĩa phanh lớn ở phía trước và một đĩa phanh ở phía sau. Và một điểm thú vị nữa, chúng ta cũng có thể thấy ở trên hệ thống phanh trước đang dùng hệ thống phanh radio, nên chúng ta có thể chỉ có thể nhìn thấy hệ thống phanh này ở những chiếc xe mô tô phân khối lớn mà thôi. Thêm vào đó, hệ thống cân bằng tự động ASC Automatic Stability Control, hay còn gọi là hệ thống chống trượt, là một công nghệ nổi bật trên dòng xe C400 này. ASC thường thường chúng ta cũng được trang bị trên các dòng xe phân khối lớn cao cấp của Motorrad, ví dụ như là R1200, S1000. Hệ thống này mang lại sự an toàn tối đa khi liên tục giám sát tốc độ của bánh trước và bánh sau, từ đó kiểm soát được việc trượt bánh khi chúng ta tăng tốc lên hay đi đường trơn trượt, đặc biệt là trời mưa. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời quý các khách cùng nhìn lên màn hình để trải nghiệm hệ thống kết nối thông minh Connectivity. Vâng, như chúng ta có thể thấy hiện tại trên màn hình, đó chính là màn hình hiện tại trên chiếc C400X này. Chúng ta có thể thấy những thông tin rất cơ bản, rất là đơn giản, đó là về tốc độ, về thể hiện, về xăng, nhiệt độ bên ngoài và giờ hiện tại. Ngoài ra chúng ta có thể thao tác rất dễ bằng cách ấn nút menu ở trên để chúng ta xem những cái thông tin, ví dụ như là di chuyển này, xăng bao nhiêu lít ạ? Cho 100 cây số. Tốc độ trung bình của chúng ta là bao nhiêu? Vâng. Và bây giờ Đông sẽ tới luôn về menu chính của C400X. Chúng ta có thể nhận thấy một cách dễ dàng. Menu đầu tiên là thông tin về xe. Thứ hai, đồng hồ thể thao. Đồng hồ thể thao này nghĩa là sao ạ?
Khi trục đông ấn vào sẽ thể hiện được một tốc độ, thể hiện được vòng tua của chiếc xe. Đối với những ai giới trẻ đặc biệt sẽ thích những cái đồng hồ này. Tiếp theo là hệ thống kết nối dẫn đường, navigation, media để nghe nhạc, telephone để thực hiện cuộc gọi, setting để chúng ta bắt đầu kết nối với điện thoại của chúng ta và chiếc nón bảo hiểm. Vâng, và Đông sẽ triển khai việc kết nối với điện thoại. Hiện tại xe đã được kết nối với chiếc điện thoại của Đông đang nằm trên tay đây. Tiếp theo, Đông sẽ sử dụng bằng cách kết nối. Sau khi kết nối thành công, chúng ta sẽ mở app của BMW Connected Apps trên điện thoại. Thì các bạn có thể download trên App Store hay là trên bất kỳ phần mềm nào chúng ta cùng đầu có thể download được cái phần mềm này. Và khi chúng ta kết nối thì sẽ thể hiện được những thông tin của xe, ví dụ xe đã đi được bao nhiêu cây số, độ tiếp ở Hồ Chí Minh đang như thế nào, chuyến đi của chúng ta đã đi được bao nhiêu và bao nhiêu cây số nữa chúng ta sẽ đến thời kỳ để bảo dưỡng và bảo hành cho xe. Tất cả đều thể hiện ở trên này. Ngoài ra, khi chúng ta ấn vào app bên cạnh đã thể hiện được vị trí của Đông tại thời điểm. Vâng, với hệ thống này chúng ta có thể kết nối với điện thoại, kết nối được với Bluetooth của người lái và cả Bluetooth của người ngồi sau. Và đặc biệt các bạn không nhất thiết phải là hệ thống Bluetooth của BMW Motorrad. Và đấy là điều đặc biệt rất thú vị và sự cải tiến, tại vì với bây giờ với những cái tai nghe Bluetooth với bất kỳ hãng nào chúng ta đều có thể kết nối được với hệ thống này. Và đây là một cái điểm cải tiến so với các dòng xe, so với cái đời cũ ha. Rồi, sau khi chúng ta kết nối, chúng ta có thể sử dụng được hệ thống Đông sẽ bắt đầu tiến hành chuyến đi từ khu vực Sapa đến chợ Bến Thành. Lúc đó trên màn hình sẽ xuất hiện ngay thông tin để chúng ta di chuyển từ bắt đầu Mai Chí Thọ và sau đó sẽ tiến hành khi chúng ta khởi hành sẽ chiếc xe sẽ bắt đầu báo hiệu, báo lên cái tai nghe Bluetooth của chúng ta và sau đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi theo con đường nhanh nhất mà chiếc xe đã chọn. Vâng. Với để chúng ta có thể nghe được điện thoại cũng như là nghe được nghe nhạc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mở hệ thống Bluetooth của chúng ta lên và chúng ta kết nối. Như các bạn chúng ta thấy, chiếc xe đã nhận ra ngay hệ thống Bluetooth và kết nối với chiếc nón bảo hiểm này. Và bây giờ hệ thống media để nghe nhạc và điện thoại đã hiện ra. Và lúc này chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nghe nhạc trên bất kỳ app nào đang có trên điện thoại mà chúng ta đang mở, không nhất thiết phải từ điện thoại. Ví dụ như là các bạn đang hay dùng là Zing MP3 chẳng hạn, thì với Zing MP3 này vẫn có thể nghe được ở trên điện thoại này. Vâng, và đó là những công nghệ trong connectivity của chiếc
hai dòng C400X và GT. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thêm, vui lòng có thể hỏi Đông, hỏi bất kỳ các bạn. Chúng tôi đang có mặt ở đây, chúng tôi có thể trả lời cho các bạn ạ.